mảnh tên lửa Israel tấn công Iran rơi ở Iraq. Tờ The Times of Israel ngày 26 tháng 10 đưa tin, hình ảnh và video trên mạng xã hội dường như cho thấy một số bộ phận của tên lửa được quân đội Israel, IDF sử dụng trong cuộc tấn công vào Iran rơi trên lãnh thổ Iraq. Các mảnh vỡ của tên lửa dường như đã rơi xuống một khu vực ở phía bắc Baghdad. The Times of Israel cho biết chưa thể xác thực được các hình ảnh trên mạng xã hội này. Trong một diễn biến khác, phái bộ của Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc chiến đấu cơ Israel đã tấn công nước này từ không phận Iraq. Phái bộ của Iran đăng trên mạng xã hội X, không phận Iraq đang nằm dưới sự kiểm soát, chỉ huy và quản lý của Mỹ, có thể chắc chắn rằng Mỹ đồng lõa trong tội ác này. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26 tháng 10 bày tỏ rằng, ông hy vọng các cuộc không kích mới nhất của Israel vào Iran sẽ đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ leo thang căng thẳng đã kéo dài nhiều tháng, trong bối cảnh chính quyền của ông tăng cường nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza và Liban. Cùng ngày 26 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này quyết tâm tự vệ sau khi chiến đấu cơ và tên lửa của Israel tấn công nhiều cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng ở một số tỉnh của Iran, khiến hai binh sĩ thiệt mạng. Quân đội Iran cho biết các vụ không kích của Israel chỉ làm hư hại một số hệ thống của radar. Thông báo lực lượng này nêu rõ, nhờ vào hiệu quả kịp thời của hệ thống phòng không của đất nước, các cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại hạn chế và một số hệ thống radar đã bị hư hại. Trên toàn thế giới, đã có nhiều kêu gọi Iran và Israel kiềm chế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng, ông rất lo ngại và kêu gọi tất cả các bên tránh tiếp diễn hành động quân sự. Liên minh châu Âu, Nga, các quốc gia vùng vịnh Ả Rập cũng cảnh báo về nguy cơ leo thang hơn nữa. Cuộc tấn công của Israel được cho là để đáp trả vụ tấn công trước đó của Iran bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Israel hồi đầu tháng 10. Israel tuyên bố cuộc không kích ngày 26 tháng 10 chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và tránh các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân quan trọng của Iran. Quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công đã hoàn tất và đạt các mục tiêu đề ra. Trong khi đó, Iran tuyên bố về cơ bản đã ngăn chặn thành công các cuộc không kích của Israel sáng 26 tháng 10, thiệt hại trên mặt đất ở mức hạn chế. Bầu cử Mỹ, ông Trump đang xóa bỏ lợi thế của Đảng Dân Chủ. Phân tích các kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Reuters Ipsos cho thấy, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa hầu như đã xóa bỏ lợi thế lâu nay của Đảng Dân Chủ trong số những cử tri Nam gốc Latin trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới, khi ông đối đầu với ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ. Kết quả phân tích hơn 15.000 câu trả lời trong các cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được thực hiện trong tháng 10, tính đến ngày 21 tháng 10 cho thấy, ông Trump hiện chỉ kém Phó Tổng thống Harris 2 điểm trong số những cử tri nam giới gốc Latin với tỷ lệ 44% đến 46%, qua đó thu hẹp khoảng cách đáng kể so với mức thua tới 19 điểm của ông so với ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ vào cùng thời điểm này của kỳ bầu cử năm 2020. Trong khi đó, lợi thế của ông Trump liên quan đến nhóm cử tri da trắng đã bị xóa mờ nhờ sự ủng hộ ngày càng tăng đối với bà Harris trong số phụ nữ da trắng. Thành phần cử tri này đã ủng hộ ông Trump nhiều hơn ông Biden 12 điểm vào cuối năm 2020. Nhưng hiện họ chỉ còn ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa hơn ứng cử viên Dân Chủ 3 điểm, 46% đến 43%. Theo thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos, được thực hiện từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10, cả hai ứng cử viên đang bị rơi vào trong một cuộc chạy đua hết sức căng thẳng, trong đó bà Harris chỉ nhỉnh hơn ông Trump 3 điểm, với tỷ lệ 46% so với 43%. Những thay đổi trên chỉ là một phần của các thay đổi lớn hơn trong các nhóm cử tri mà mỗi ứng cử viên đang trông cậy để giành chiến thắng. Với việc ông Trump gia tăng lợi thế trong số các cử tri gốc Latin và da đen, chủ yếu là nam giới, trong khi bà Harris đã chặn đứng lợi thế lâu dài của Đảng Cộng Hòa trong số các cử tri da trắng bằng cách chiếm cảm tình của các cử tri nữ. Cử tri Nhật Bản bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. Sáng 27 tháng 10, cử tri Nhật Bản đã bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử của Nhật Bản, đặt Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP cầm quyền và Thủ tướng mới nhậm chức Shigeru Ishiba vào thử thách cuối cùng trong bối cảnh các vụ bê bối gây quỹ chính trị của LDP làm xói mòn niềm tin của công chúng. Cuộc bầu cử lần này sẽ bầu 465 ghế của Hạ viện từ 1.344 ứng cử viên. Trọng tâm chính là liệu liên minh cầm quyền hiện tại của LDP và đối tác liên minh cấp dưới, Đảng Công Minh, có thể duy trì được thế đa số hay không. Trong các cuộc thăm dò ý kiến của giới truyền thông, ông Ishiba là một trong những ứng cử viên được công chúng yêu thích nhất cho vị trí thủ tướng. Ông dường như muốn tăng cường ảnh hưởng chính trị của mình bằng cách giành chiến thắng tại cuộc bầu cử được tổ chức trong thời kỳ trăng mật. Tuy nhiên, kết các cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng LDP và Đảng Công Minh có thể mất đa số ghế trong cuộc bầu cử lần này, nhấn mạnh tác động nghiêm trọng của vụ bê bối đã làm xói mòn đáng kể lòng tin của công chúng vào chính trị. Bên cạnh đó, việc ông Ishiba thường xuyên thay đổi các tuyên bố của mình về chính sách an ninh và kinh tế cũng như lý tưởng chính trị kể từ khi nhậm chức
vì cân nhắc đến những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong đảng, làm dấy lên câu hỏi trong các cử tri khả năng lãnh đạo. Uy tín của LDP đã giảm sút kể từ khi hàng chục thành viên của đảng bị phát hiện không công khai đúng số tiền đã huy động được thông qua các hoạt động gây quỹ chính trị. Ông Ishiba, người kế nhiệm ông Fumio Kishida làm thủ tướng Nhật Bản hôm 1 tháng 10, đã giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử trước thời hạn chỉ 8 ngày sau khi nhậm chức, khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Trong hoàn cảnh được cho là nhiều thử thách như hiện nay, ông chỉ đặt mục tiêu là liên minh cầm quyền giành được ít nhất 233 ghế, được gọi là mức đa số đơn giản. Trong số các đảng đối lập, Đảng Dân Chủ lập hiến lớn nhất và Đảng Dân Chủ vì Nhân dân dự kiến sẽ đạt được những bước tiến lớn đáng kể tại cuộc bầu cử Hạ viện lần này. Trong số 465 ghế, có 289 ghế sẽ dành cho các chính trị gia được bầu cử trực tiếp từ các khu vực bầu cử một ghế. 176 ghế còn lại sẽ được bầu theo thể thức đại diện theo tỷ lệ chia Nhật Bản thành 11 khu vực bầu cử. Cử tri sẽ tự tay điền hai lá phiếu, một lá phiếu ghi tên ứng cử viên của khu vực bầu cử một ghế và lá phiếu còn lại ghi tên đảng phái chính trị hoặc tổ chức mà cử tri ủng hộ. Các kết quả của cuộc thăm dò giới truyền thông ám chỉ một cuộc chiến khó khăn của LDP. Dữ liệu của chính phủ cho thấy nhiều khu vực bầu cử sẽ có kết quả xít sao và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể là yếu tố quyết định cho một số cuộc đua vì tỷ lệ bỏ phiếu tại Nhật Bản đang giảm. Trong cuộc bầu cử Hạ viện trước đó vào năm 2021, có 56% cử tri đủ điều kiện của Nhật Bản đã đi bỏ phiếu, tăng chút so với năm 2014, năm đánh dấu mức thấp nhất trong giai đoạn hậu chiến. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến ngày 26 tháng 10, có khoảng 14,6 triệu cử tri, tương đương 16% số cử tri đủ điều kiện, đã bỏ phiếu sớm. Việc bỏ phiếu kết thúc lúc 8 giờ tối cùng ngày. Kết quả sẽ bắt đầu có từ đêm 27 tháng 10 và tiếp tục đến sáng sớm 28 tháng 10. Bão Chami khiến 130 người chết và mất tích tại Philippines. Bão Chami, Việt Nam gọi là bão số 6, đã quét qua khu vực Tây Bắc Philippines vào ngày 25 tháng 10, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng và 41 người khác mất tích. Số người chết dự kiến sẽ tăng lên khi có báo cáo từ các khu vực trước đây bị cô lập. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã đi thực địa tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của bão Chami ở phía đông nam Manila vào ngày 26 tháng 10. Ông Marcos cho biết lượng mưa lớn bất thường do bão Chami mang theo, với một số khu vực có lượng mưa bằng 1 đến 2 tháng chỉ trong 24 giờ, đã vượt quá khả năng kiểm soát lũ lụt ở một số tỉnh. Tổng thống Marcos nói với các phóng viên, "Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công tác cứu hộ. Vấn đề ở đây là, vẫn còn nhiều khu vực bị ngập lụt và không thể tiếp cận được ngay cả bằng xe tải lớn." Theo chính phủ Philippines, có hơn 4,2 triệu người đã bị ảnh hưởng do bão Chami, trong đó có 75.400 người dân buộc phải di rời đến nơi trú ẩn an toàn. Cũng trong ngày 26 tháng 10, Tổng thống Marcos cho biết chính quyền của ông có kế hoạch triển khai một dự án kiểm soát lũ lụt lớn có thể ứng phó với các mối đe dọa chưa từng có do biến đổi khí hậu gây ra. Năm 2013, bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất được ghi nhận, đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích tại Philippines, san phẳng nhiều ngôi làng tại quốc gia Đông Nam Á này.